Living closer to the sun doesn't mean there's always enough light. Doosan Power Generation Technology is filling the darkness with rays of hope. Building your tomorrow today. Doosan. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Doosan Vina ngày 10 tháng 1 năm 2013 với nội dung chính sau. Để giúp các bạn hiểu rõ về quy trình đánh giá hoạt động kiểm tra chất lượng của công ty Doosan Vina, mời các bạn cùng xem một vài hình ảnh về quá trình đánh giá chất lượng của khối QAD. Sau đây mời các bạn đến với bản tin chi tiết. Mọi doanh nghiệp đều phụ thuộc vào khách hàng, và để đứng vững trên thị trường cũng như có thể phát triển mạnh mẽ, các doanh nghiệp luôn phải đảm bảo yếu tố thỏa mãn khách hàng. Tại Doosan Vina, chúng tôi thiết lập một hệ thống quản lý chất lượng vững mạnh để đảm bảo và thậm chí vượt xa mong đợi của khách hàng. Khối QA Doosan Vina là nơi mang lại sự thỏa mãn chất lượng cho khách hàng. Và để thực hiện sứ mệnh này, khối QA được chia thành 4 nhánh: đảm bảo chất lượng QA, kiểm soát chất lượng QC, kiểm tra không phá hủy NDA và phòng thí nghiệm lab. Chính sách chất lượng của Doosan Vina tập trung vào các sản phẩm có chất lượng cao nhất với chi phí phù hợp đáp ứng nhu cầu khách hàng thông qua cải tiến liên tục hệ thống chất lượng sản phẩm dựa trên độ tin cậy, an toàn và khả năng sử dụng theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001. Khối QA cũng chịu trách nhiệm cho việc thiết lập hệ thống bảo đảm chất lượng, kiểm tra sản phẩm và bảo đảm chất lượng của sản phẩm. Gần 200 nhân viên của khối QA được phân chia và làm việc tại 5 nhà máy để thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng sản phẩm. Để đáp ứng sự hài lòng của khách hàng, bộ phận đảm bảo chất lượng QA đã đạt được những chứng chỉ quốc tế quan trọng như chứng nhận ISO 9001-2008 và cứ mỗi 3 năm chứng nhận sẽ được HSB Hàn Quốc thanh tra và chứng nhận lại, chứng nhận ASME, UU2, SPP và chứng nhận EN ISO 3834. Như đã đề cập trước đó, bộ phận đảm bảo chất lượng được chia thành 4 nhánh: QA, QC, NDA và Lab. Mỗi nhánh này có quan hệ mật thiết với nhau nhằm thực hiện vai trò quan trọng của mình trong một chuỗi yêu cầu đảm bảo chất lượng sản phẩm một cách cao nhất. Phòng QA chịu trách nhiệm thiết lập, thực hiện và cải tiến sổ tay chất lượng và quy trình chất lượng, được viết dựa trên những yêu cầu cơ bản của ISO 9001 và ASME. Những tài liệu này được tuyên truyền rộng rãi để tăng cường sự hiểu biết của nhân viên thông qua cổng thông tin nội bộ của công ty. Để xem xét và kiểm tra hiệu quả của hệ thống đảm bảo chất lượng, phòng QA thực hiện kiểm toán chất lượng nội bộ và tự đánh giá 6 tháng một lần. Đội kiểm toán sẽ đến từng phòng ban, nhà máy để kiểm tra tất cả các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm. Nếu đội kiểm toán phát hiện ra bất kỳ sai sót nào, nó sẽ được báo cáo để phân tích nguyên nhân, tìm phương pháp sửa chữa tại chỗ để loại bỏ triệt để vấn đề, đồng thời tiến hành các phương pháp phòng ngừa khác. Kiểm tra được xem như một nhiệm vụ trọng tâm của phòng quản lý chất lượng hay còn gọi là QC. Nhân viên phòng QC sẽ cùng với bộ phận NDA kiểm tra khuyết tật mối hàng, các process spec, kiểm soát và xác nhận kết quả kiểm tra. NDA sẽ dùng nhiều biện pháp kiểm tra đảm bảo không có khuyết tật tồn tại bên trong mối hàng. QCR. QC Receiving là nơi thực hiện công đoạn đầu tiên của quá trình kiểm soát chất lượng của vật liệu đầu vào. Thông thường, chúng tôi phải nắm bắt và hợp tác với các bộ phận kiểm soát, sản xuất xưởng, bộ phận AM, LS, TP, có thể cả tổ kỹ thuật sản xuất để biết về PR, PO, MPS và các yêu cầu liên quan khác. Nắm bắt các yêu cầu của ASME Session 2 và các mã vật liệu là yêu cầu lớn nhất với kỹ sư và thanh tra viên bên QC Receiving. Thông thường, tổng quan của một lần kiểm tra bao gồm 1. Tài liệu 2. Kích thước 3. Quan sát tổng quan 4. Đánh dấu 5. Số lượng và 6. Các yêu cầu khác. Sau khi kiểm tra đạt yêu cầu, sẽ tiến hành phê duyệt và cấp cho xưởng sử dụng, chế tạo sản phẩm. Boiler. Nồi hơi, thiết bị cần thiết để tạo ra hơi nước, sản xuất điện và đáp ứng các mục đích công nghiệp khác, bao gồm một cơ quan chính, một hệ thống lưu thông, một hệ thống đốt cháy nhiên liệu, hệ thống thông gió để cung cấp và phát hành không khí, nóng sẵn và các thành phần nhỏ khác. Doosan đã sản xuất một loạt các sản phẩm nồi hơi từ các loại trống, lò hơi một lần qua nhiệt độ cao, quy mô lớn
lò hơi áp suất cao để phát điện cũng như các nồi hơi sử dụng nhiên liệu hóa thạch khác nhau, bao gồm cả than đá và dầu mỏ. Ở xưởng boiler, QC sẽ tập trung kiểm tra các đối tượng, kiểm tra hàng đính, kiểm tra uống và kiểm tra cuối cùng. HRSG là thiết bị thu hồi nhiệt và sản phẩm làm việc dưới điều kiện áp suất lớn và nhiệt độ cao. Vì vậy, bắt buộc cần phải tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu cơ bản về bản vẽ, quy trình sản xuất, code và các yêu cầu liên quan như ISO, VED, IBR tùy vào yêu cầu của từng dự án. Ngoài ra còn có một số yêu cầu riêng của từng khách hàng như phụ lục 34, hiệu chỉnh lần 8 của Siemens, thông số kỹ thuật GE, v.v. Là tổ quản lý chất lượng sản phẩm của nhà máy, vì vậy đòi hỏi kiểm tra viên phải nắm bắt, am hiểu tường tận tất cả các yêu cầu cơ bản trên để hỗ trợ khâu sản xuất và cũng là để đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Sản phẩm của HRSG bao gồm những item chính như finning, header, link and manifold, module và từng hạng mục người kiểm tra phải kiểm soát tốt cho từng công đoạn cụ thể, kiểm tra vật liệu, kiểm tra lắp ráp, kiểm tra hàng, kiểm tra xử lý nhiệt khi yêu cầu, kiểm tra thành phần hóa học độ cứng nếu có, kiểm tra tổng thể lần cuối, kiểm tra bán cát và sơn, kiểm tra đóng gói. Tất cả các công đoạn mức độ quan trọng là như nhau, nhưng bên cạnh đó, công đoạn kiểm tra kích thước đặc biệt được chú trọng vì kích thước bị sai lệch thì rất khó để lắp ráp cho những công đoạn tiếp theo trong xưởng hoặc ngoài công trường. Và kiểm tra ngoại quan sau khi hàng bao gồm bên trong và bên ngoài. Bên cạnh những hiểu biết về quy trình thì người kiểm tra cũng cần kinh nghiệm, kỹ năng nhất định như kỹ năng sử dụng boroscope để kiểm tra mớ hàng bên trong, kỹ năng đối ứng với khách hàng, v.v. Vì nếu kiểm tra không cẩn thận thì chỉ một khuyết tật nhỏ bên hông thôi thì cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn cho công đoạn tiếp theo hoặc sẽ bị rò rỉ ở công trường khi đưa sản phẩm vào hoạt động. Công việc của QC có dễ không ạ? Tôi nghĩ rất là khó đấy. MHS. Cấu trúc là trái tim của ngành hậu cần thế giới và nó là sản phẩm chủ đạo của xưởng MHS ở Dusan Vina. Cấu trúc là sản phẩm hoàn thiện duy nhất ở Dusan Vina, nó sẽ vận hành ngay khi bàn giao cho khách hàng. Để kiểm soát chất lượng của cấu trúc, các nhân viên QC MHS không chỉ nắm vững các yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt như tiêu chuẩn IWS D1.1 mà còn phải sử dụng thành thạo các thiết bị kiểm tra hiện đại như máy toàn đặc Sukiya Toto Station Set 2X Auto Level Alignment. Ngoài ra, hầu hết các công đoạn quan trọng trong quá trình sản xuất đều phải được xác nhận bởi khách hàng hoặc đơn vị kiểm tra thứ ba. Do đó, nhân viên QC MHS chúng tôi phải kiểm tra thật cẩn thận và chính xác trước khi mời hỏi xác nhận. Các công đoạn kiểm tra quan trọng nhất trong quá trình sản xuất cấu trúc đó là xác minh vật tư đầu vào, bao gồm nguyên vật liệu và các hạng mục nhập về, kiểm tra đính, kiểm tra hàng, kiểm tra rò rỉ, kiểm tra hoàn thành, kiểm tra gia công, kiểm tra sơn, kiểm tra lắp ráp, kiểm tra lắp dựng, chạy thử và kiểm tra chấp nhận tại nhà máy. Công đoạn bạn đang xem trên màn hình là kiểm tra hoàn thành hạng mục chân của cấu trúc. Các thông số kỹ thuật như độ bằng, độ phẳng, độ thẳng và các kích thước chính đều phải được kiểm tra. Thực hiện việc kiểm tra này nhằm xác nhận sản phẩm thực tế có đáp ứng các thông số trong thiết kế và yêu cầu của khách hàng hay không. Ngoài ra, việc kiểm tra này còn để đảm bảo hạng mục này dễ dàng lắp ráp và bền vững trong suốt cuộc đời của cấu trúc hay không. Bạn có biết rằng cấu trúc của chúng tôi được thiết kế để vận hành trong 4 triệu chu kỳ, tương đương với 40 năm làm việc liên tục hay không? Water. Với khao khát mang nước sạch đến cho tất cả các quốc gia trên toàn thế giới, Dusan Vina đã và đang ứng dụng các công nghệ kỹ thuật tiên tiến để sản xuất ra hệ thống khử mặn khổng lồ, cung cấp khoảng 450 triệu lít nước ngọt mỗi ngày. Năm 2009, hệ thống khử mặn mang thương hiệu Made in Việt Nam đầu tiên đã được xuất qua các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, là mốc đánh dấu sự phát triển vượt bậc của Dusan Vina. Hiện tại, chúng tôi đang kiểm tra và giám sát chặt chẽ các dự án lớn như rác Al-Khaiba với phương pháp xử lý nước qua từng giai đoạn Multi-Stage Flushing. Tất cả các công đoạn kiểm tra, từ công đoạn xác nhận vật liệu đến công đoạn xuất hàng, QC Water chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực hết sức để cung cấp cho khách hàng sản phẩm có chất lượng cao nhất và tốt nhất. Chúng tôi luôn suy nghĩ làm thế nào để cải tiến chất lượng và mang lại sự thỏa mãn hết những yêu cầu của khách hàng và cũng là để thực hiện khẩu hiệu mà khối chúng tôi đã đề ra: chất lượng, niềm tin cho cuộc sống. CPE.
Xưởng CPE với chức năng chế tạo rất nhiều chủng loại của các thiết bị áp lực như là bồn bình áp lực, thu hồi nhiệt với đủ loại kiểu dáng, vessel, tank, heat exchanger, tower, drum, column. Và đến lúc này, chúng tôi đã nhận đơn đặt hàng và xuất các sản phẩm đến rất nhiều quốc gia trên thế giới như Ấn Độ, Úc, Algeria, Canada, Pháp. Trong năm 2012, CPE đã nhận chế tạo trên 300 hạng mục. Với trách nhiệm nặng nề, QC CPE đã và đang tiếp tục hỗ trợ và hợp tác với xưởng CPE để tiến hành kiểm tra và hướng dẫn công nhân trong suốt quá trình làm việc để đảm bảo chất lượng sản phẩm và ngày giao hàng. Tất cả các công đoạn kiểm tra, từ lúc kiểm tra vật liệu đến lúc xuất hàng, QC CPE đã kiểm tra và kiểm soát rất nghiêm ngặt với sự hỗ trợ của các dụng cụ và thiết bị kiểm tra để tạo nên chất lượng tốt nhất cho sản phẩm. Chúng tôi luôn luôn suy nghĩ để cải thiện về hệ thống chất lượng và nâng cao chất lượng cho sản phẩm, thỏa mãn nhu cầu khách hàng. Đó là mục tiêu của chúng tôi. NDI. NDI có 4 phương pháp để kiểm tra các khuyết tật mối hàng như RT, UT, MT và PT. MT và PT là hai phương pháp để kiểm tra khuyết tật trên bề mặt. Trong khi đó, RT và UT được sử dụng để tìm kiếm các khuyết tật bên trong mối hàng mà chúng ta không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hầu hết nhân lực của NDI tại Doosan Vina đều được đào tạo, hướng dẫn và cấp chứng nhận cấp 2 hoặc cấp 3 theo yêu cầu của ISNT, SNT, TC1A, PED và những yêu cầu khác. Hiện tại, bộ phận NDI có 3 nhân viên có NDI cấp 3, khoảng hơn 20 nhân viên cấp 2. NDI được trang bị với hầu hết các trang thiết bị có giá trị, tân tiến và cao cấp ngày nay và được cập nhật, xem xét và nâng cấp liên tục để theo kịp với yêu cầu kỹ thuật của khách hàng. Một vài trang thiết bị máy móc cụ thể chúng tôi đang sử dụng như của UT là EPOC 1000, của RT là RTX Real Time X-Ray. Chức năng chủ yếu của bộ phận NDI là sử dụng các phương pháp kiểm tra không phá hủy trên để loại bỏ hoàn toàn khuyết tật bên trong và ngoài bề mặt mối hàng, đảm bảo chất lượng tốt cho sản phẩm hay kết cấu. Hiện nay, để đáp ứng hay theo kịp tiến độ sản xuất của 5 xưởng, bên cạnh nhân lực NDI của Doosan Vina, Doosan Vina còn thuê thêm 2 nhà thầu phụ của NDT, Vilam và APAC, cùng tiến hành kiểm tra không phá hủy với nhân viên NDI của Doosan Vina. Tất cả nhân viên nhà thầu phụ đều được quản lý và giám sát chặt chẽ bởi bộ phận NDI của Doosan Vina. Tất cả các sản phẩm phải theo đúng quy trình kiểm tra nghiêm ngặt. Một vài ví dụ minh họa như là việc thực hiện gia nhiệt, xử lý nhiệt, kiểm tra áp lực. Bên cạnh đó cũng có các loại phương pháp khác nhau của các xét nghiệm đặc trưng của từng xưởng cho mỗi loại sản phẩm được thiết kế đặc biệt cho từng sản phẩm như boiler là phương pháp kiểm tra fit tấp, gen bending and final, MHS là phương pháp kiểm tra final và kiểm tra gia công, HRSG là phương pháp kiểm tra visual và final, water sử dụng phương pháp kiểm tra fit tấp và final, trong khi CPE dùng phương pháp fit tấp và visual là chủ yếu. Nhánh cuối trong khối QA là phòng thí nghiệm. Ở đây, vật liệu được kiểm tra qua vô số thử nghiệm để xác định khả năng ứng dụng phù hợp và các thông số kỹ thuật của dự án. Thí nghiệm, chúng tôi gia công mẫu thử và thực hiện những thử nghiệm cho đặc tính cơ khí như đo độ bền kéo, uốn, va đập và độ cứng, cấu trúc kim tương như thử nghiệm cấu trúc vi mô, vĩ mô và xác định thành phần hóa học kim loại. Ngoài ra, chúng tôi còn có thể hiệu chuẩn để đảm bảo độ chính xác của thiết bị đo lường và thử nghiệm khác tại nhà máy. Khối đảm bảo chất lượng cùng với 4 phòng ban của mình đóng một vai trò quan trọng và mang trọng trách to lớn đối với cả khách hàng và công ty. Với công ty, họ bảo vệ danh tiếng và uy tín của một công ty công nghiệp nặng hàng đầu thế giới. Và với khách hàng, họ đảm bảo sự hài lòng, đảm bảo sản phẩm vận hành an toàn và dài hạn. Sau đây, mời các bạn cùng xem một vài video clip về cảnh báo và giáo dục an toàn trong lao động sản xuất và sinh hoạt hàng ngày. Oh,
Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin hôm nay, mời các bạn truy cập vào website youtube.com với từ khóa Nusamina DVTV V4N3. Bản tin Nusamina đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sau. Thân ái chào tạm biệt. Living on the water doesn't mean you always have enough to drink. Doosan Desalination Technology is turning seawater into water for life. Building your tomorrow today. Doosan.